Bộ phim Thánh Marty de Porres. Tomaso, anh đi. Mẹ ơi, cái bà ấy gần chết, bà ấy cầm tay con sợ quá. Có phải là ma quỷ làm như thế không hả mẹ? Không, con yêu ạ, chẳng bao giờ. Con sợ, nhưng có thể đó là cách Chúa làm. Nhưng thôi, con phải quên đi. Và đừng bao giờ nhắc lại nữa. Bởi vì ở đây người ta ghét người da đen lắm, gọi là bọn phù thủy. Nếu bố sống ở đây chẳng ai khinh chúng ta được. Tại sao bố lại bỏ đi? Khi nào thì bố sẽ trở? Mẹ em thật là người vĩ đại, và em đã cho các con mình một nền giáo dục Kitô giáo thật tốt. Nhưng bây giờ chúng cần anh. Nhưng cho đến hôm nay chúng đâu có cần anh. Anh có tiền cho chúng đi học mà. Martin biết đánh vần, còn Jonathan thì đang học. Anna, ở đây đen hay trắng, ai cũng khinh chúng nó cả. Thế còn ông cậu của chúng, ngài Diego da Miranda, ông ấy có chấp nhận chúng không? Chúng sẽ ở với anh. Anna, nhìn đây, đây là giấy chứng nhận. Chúng nó đã được hợp thức hóa rồi. Anh có nhớ ngày bé Martin chào đời không? Hôm đó chuông reo thật rộn rã. Chúng báo tin ngày lễ trọng kính mẹ vua những nguyên tổ. Còn anh thì luôn giữ một khoảng cách. Trong khi cha Antonio rửa tội cho con mình. Chỉ có một ít người hàng xóm là có mặt. Buổi lễ hôm đó thật là đơn sơ. Từ nay con chỉ là Kitô hữu rồi. Chúng tôi mong rằng ơn Chúa sẽ luôn ở cùng cháu. Và Đức Trinh Nữ sẽ vui mừng vì một cháu bé kháu khỉnh như thế này. Rồi anh xin cha đừng viết tên anh trong sổ gia đình. Bởi vì như thế là không tiện. Bình tĩnh đi con. Con sẽ khỏi mà. Martin. Bồng cậu này lại, cậu uy năng lắm. Hãy nằm xuống đây. Cậu là thiên thần ơi, con sẽ sớm khỏi bệnh. Martin, anh ở đây à? Nào, tới đây thầy Valesco. Đây là một bó mù tạt. Thầy đắp lên trán bệnh nhân, như thế tình trạng bệnh nhân sẽ sớm cải thiện nhé. Tốt lắm. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Vào đây đi, nhà của chị cũng là nhà của em. Xin cảm ơn chị Joanna. Không còn chỗ cho người bệnh nữa. Nằm xuống đi anh bạn. Chị giúp đắp chăn cho anh ấy đi. Xin mọi người bình tĩnh nhé. Chú sẽ giúp tất cả các bạn. Các bạn đừng lo. Tại Philippines, người tôi nóng như lửa. Có ai cho tôi xin một ly nước không? Xin ông uống đi. Ông là ai? Xin uống đi ông ạ. Từ từ, chút một thôi. Thêm một hớp nữa đi. Đó. Thấy chưa? Xin cảm ơn. Tôi hứa với ông, tôi sẽ ở lại đây cho tới khi cơn sốt của ông hạ xuống. Ông nghỉ ngơi đi. Nghỉ đi. Ông cần phải nghỉ ngơi. Hãy tin vào Chúa. Chúa chẳng bao giờ bỏ chúng ta đâu. Nghỉ đi.
Tiene sangre. Sau khi ăn xong, mình sẽ phải trao đổi nhé. Có nhiều chuyện quan trọng lắm. Pepe, thầy cần con phải nói cho mấy cái con kia là sớm phải rời khỏi nhà già để đi nơi khác đấy. Làm sao mà làm được? Đây là gia đình mà, bỏ đây thì đi đâu? Hả? Buồn chết được. Mấy bạn gặp nhầm sách, Pepe à. Bọn này rất là thích chữ nghĩa, thầy Martin. Thế chúng tôi biết đi đâu bây giờ đây? Phải đi đâu à? Thế các bạn tính đi đâu? Đi đâu à? Các bạn sẽ đi tới vườn rau. Ngoài đó lạnh lắm. Mọi cái sẽ tốt đẹp thôi. Thầy hứa chính thầy sẽ cho các bạn có cái ăn. Được không? Lạy Chúa, quyền năng của Chúa thật lớn lao xiết bao. Con xin cảm tạ Chúa đã cứu sống Pablo. Nhiều năm sau, nhờ lòng nhân hậu của Phó Vương, Ba Thức Chinchon và dân chúng Peru, chúng ta có thể khánh thành cô nhi viện đầu tiên trong tân thế giới hôm nay. Đây sẽ là cơ sở tiếp nhận tất cả mọi trẻ em nghèo ở thành Lima. Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Đức Kitô ở cùng chúng ta. Và thánh ý của Chúa là luôn chăm sóc cho dân riêng của Ngài. Xin nâng ly, xin nâng ly. Martin, em làm gì ở đây thế này? Sao lại trốn ra đây? Đây là công trình của em mà. Đây là giấc mơ của em. Nhờ em mới có cô nhi viện này. Không, nhờ tất cả mọi người Peru mới đúng. Họ đúng là một dân tộc rất sốt sắng. Chính em đã mở mắt cho họ. Chính Chúa mở mắt cho họ đấy chị ạ. Và cái cô nhi viện này là để làm vinh danh người. Thầy Martin mất ngày 3 tháng 11 năm 1639. Vào năm 1939, Ngài được chỉ định làm quan thầy và đứng bảo vệ công bình xã hội của Peru. Vào ngày 6 tháng 5 năm 1962, Thầy được Đức Thánh Cha Gioan 23 phong hiển thành.